Các hoa hậu sau khi đăng quang thường được săn đón, xuất hiện thường xuyên trên truyền thông. Riêng bạn khá im hơi lặng tiếng. Vì sao vậy? Mà cái thời gian gần đây thì em khá là bị chưa thích nghi được. Và em cũng đang dành thời gian để mình học hỏi từ các anh chị đi trước. Chứ còn để mà hoạt động ngay lập tức thì em nghĩ là mình chưa đủ kinh nghiệm, vẫn còn khá là non nớt. Một người đẹp thường phải thực hiện nghĩa vụ của một hoa hậu sau khi đăng quang. Trong khi đó, bạn vẫn còn đang học dở ở Thụy Sĩ. Bạn lựa chọn thế nào để vẹn cả đôi đường? Hiện tại thì cái công việc ở Việt Nam và những cái hoạt động ở Việt Nam thì em đã lên kế hoạch hết rồi. Tuy nhiên thì kế hoạch hoạt động ở bên Thụy Sĩ thì em vẫn đang kết nối với các bạn du học sinh ở bên đó. Trong hộp báo sau đăng quang, bạn từng chia sẻ sẽ dùng 90% tiền thưởng để làm từ thiện. Kế hoạch này bạn đã thực hiện đến đâu rồi? Để mà chia sẻ cho mọi người và làm những cái hoạt động hữu ích thật sự ý nghĩa thì số tiền này thật sự là không đủ. Chính vì thế mà bây giờ em đã lên kế hoạch rồi. Và tất cả những kế hoạch của em thì mọi người sẽ nhìn thấy. Ví dụ như là các hoạt động về tặng quà, hoạt động sắp tới ngày 2 tháng 9. Ở đêm chung kết, Ngân bị vướng nghi vấn là biết trước câu hỏi. Mẹ bạn cũng được cho là có mối quan hệ thân thiết với bà Thu Hương, cố vấn của cuộc thi Hoa hậu bản sắc Việt, nên bạn có được nhiều ưu ái. Khi mà mình đã nhận được câu hỏi rồi thì mình chỉ tập trung để mà làm sao mình hoàn thiện câu trả lời trong đầu của mình, nên là mình lại không để ý tới các thí sinh khác. Đấy là một lỗi của em. Em cứ nghĩ là mình không được quyền cầm tờ giấy đó và em đã đưa cho anh MC. ngay cái lúc mà em chuẩn bị trả lời thì em đã hối hận rồi. Và không phải một mình mẹ em mà có rất là nhiều cô phụ huynh của các bạn thí sinh cũng thuộc cái hội nữ lãnh đạo của chị Thu Hương. Chị rất là nhiệt tình và chị ấy giúp đỡ tất cả các bạn thí sinh. Chị ấy rất là thích cái sự tò mò của em nên chị ấy hỗ trợ em. Chỉ như vậy thôi. Hoa hậu Việt Nam vẫn luôn được coi là cuộc thi danh giá nhất. Vì sao bạn lại chọn một cuộc thi như Hoa hậu bản sắc Việt? Vì Hoa hậu bản sắc Việt được cử đi thi quốc tế, trong khi Hoa hậu Việt Nam không giữ được bản quyền cuộc thi nào, hay bởi vì Hoa hậu bản sắc Việt lần đầu được tổ chức nên sẽ bớt khắt khe hơn? Trước kia thì em chỉ focus vào học tập và cũng không nghĩ là mình sẽ tham gia một cuộc thi sắc đẹp. Cái cuộc thi này đến với em như là một nhân duyên. Điều này thì thực sự thì ở Việt Nam rất là hiếm. Và đã lâu rồi chưa có một vương miện có tầm cỡ quốc tế, và em muốn đây là một món quà. Em muốn bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam là một đất nước xinh đẹp, một đất nước có tiềm năng. Bản thân mình thì tham gia đấu trường quốc tế với một cái tư duy, đó là mở lòng và học hỏi, và sẵn sàng tham gia cuộc thi với 100% năng lượng. Từng có hoa hậu đã bị yêu cầu tước vương miện vì chụp ảnh phản cảm, hút thuốc, uống rượu ở nơi công cộng. Trong khi bạn có nhiều năm du học ở nước ngoài, nơi giới trẻ đã có lối sống khá thoáng và hiện đại, bạn cảm thấy thế nào khi phải sống trong khuôn khổ bởi mang trên đầu chiếc vương miện? Em cảm thấy một chút gì đó là không được tự nhiên khi mà mình phải xây dựng một cái hình ảnh khá là chuẩn mực của một hoa hậu, và đặc biệt hoa hậu bản sắc Việt. Thì những cái tiêu chí về đạo đức và về văn hóa mình cần phải đưa lên hàng đầu. Tuy nhiên thì bản thân em từ nhỏ tới giờ thì ba mẹ em cũng có một cái lối giáo dục khá là nghiêm khắc, nên là đối với em những cái việc để mà giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc thì nó không có khó. Xin chào mọi người. Mình vừa mới kết thúc cuộc nói chuyện và gặp gỡ với Thứ trưởng Bộ Văn hóa. Và hiện tại thì mình đang chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của một ngày. Các bạn hãy cùng dõi theo mình nhé. Sống ở nước ngoài nhiều năm, Ngân thấy đàn ông Tây khác với đàn ông Việt thế nào? Con trai ở nước ngoài thì các bạn ấy... điều này thì ai cũng biết, về sự năng động, chủ động và... như là các bạn rất thẳng. Các bạn ấy cũng rất là chân thật. Và mọi cái hoạt động thì đều chủ động tiến tới. Còn các bạn con trai ở Việt Nam thì em cảm thấy là vẫn thiếu một chút cái sự chủ động và tích cực. Hoa hậu Diệu Hoa từng bị phản ứng khi cưới một doanh nhân Ấn. Bạn nghĩ thế nào nếu mình ở trong tình huống tương tự? Để lấy chồng phương Tây, rồi dư luận vân vân, thì em nghĩ là mình sẽ đưa cái duyên và cái hạnh phúc lên hàng đầu. Và mình yêu ai, mình phải giống như là mình phải thương lấy bản thân mình, chứ không thể nào mà vì dư luận mà mình lo sợ mà mình đánh mất đi cái tình yêu đó. Xinh đẹp, học giỏi, chắc hẳn Ngân sẽ có rất nhiều bạn trai theo đuổi.
Vậy tiêu chí người yêu của bạn như thế nào? Thực ra em cũng có một vài tiêu chí đối với cả chàng trai nửa kia của đời mình. Ví dụ như là anh ấy cần sự chân thành, thành thật. Anh ấy phải có tài và cống hiến được cho xã hội. Phải có tâm để muốn hướng tới xã hội ở Việt Nam. Chứ đừng chỉ có tài và giữ cho riêng mình. Nhiều người đẹp sẽ bị sao lòng vì những đại gia. Ngân đã từng gặp cám dỗ đó chưa? Và cách bạn vượt qua như thế nào? Từ khi mà em đăng quang tới giờ thì cũng chưa được một chàng trai nào ngỏ lời hay là được một ai đó để ý tới. Bây giờ thì có rất là nhiều những người đẹp, vừa đẹp vừa thông minh và có tài. Chính vì vậy mà họ sẽ bước lên từ trên đôi chân của họ. Và em nghĩ rằng cái chủ yếu đó là về cái sự nhiệt tình của chàng trai đó đến với mình như thế nào. Chứ không phải là họ cứ giàu có thì sẽ gắn mác là người đẹp và đại gia. Họ cũng yêu mình thì mình sẽ đến với họ. Con gái thường lấy cha ra làm thước đo hình mẫu của người đàn ông lý tưởng. Tuy nhiên, cha mẹ Ngân đều không đồng hành cùng với nhau. Điều này ảnh hưởng thế nào đến bạn trong tâm lý, tình cảm và cả chuyện kết hôn sau này? Em cảm thấy mình thiếu tình cảm từ ba mẹ. Nhiều lúc cũng hay khóc thầm và có những cái chuyện buồn thì cũng muốn chia sẻ với ba của mình. Nhưng mà bởi vì hoàn cảnh nó không cho phép nên là cũng khó khăn. Yêu thì không sao nhưng mà để mà đi đến hôn nhân thì em rất là kỹ. Bởi vì về cái khía cạnh gia đình em cũng là một cái kinh nghiệm, cũng là một bài học để cho em sau này nếu mà có chồng thì sẽ chọn một người như thế nào đó để mình có thể đi về lâu về dài và đi đến cuối cuộc đời. Hiện tại, Ngân đang có một cuộc sống hạnh phúc, êm đềm với mẹ và người bố thứ hai. Nhưng có khoảng lặng nào trong cuộc sống của bạn khiến bạn thấy buồn hay là trách bố mẹ mình vì hạnh phúc không được trọn vẹn? Trách bố mẹ đẻ thì em chưa bao giờ. Tại vì quan điểm của em, con người không có ai hoàn hảo cả. Ba mẹ cũng vẫn phải học và vẫn phải thay đổi bản thân để làm sao cho tốt hơn cho gia đình và con cái. Và bản thân em cũng vậy. Thực ra đến được với nhau là duyên là số. Còn nếu không còn duyên nữa thì em muốn ba mẹ em tìm cho mình một người nào đó thích hợp để sống nốt quãng đời còn lại. Chứ không nên là ràng buộc nhau vì một lý do là con cái mà để cho cái hạnh phúc của mình nó không được trọn vẹn.